23. Tổ chức Times Higher Education giờ vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023. Năm nay, có 6 đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới này, tăng thêm một trường so với năm 2022. Năm 2023, có 1.799 cơ sở giáo dục trên thế giới được thẻ xếp hạng, tăng 136 cơ sở so với năm 2022 là 1.662. Từ 3 trường đại học được thẻ xếp hạng năm 2021, Việt Nam đã tăng gấp đôi số trường được xếp hạng vào năm 2023, gồm 1. Trường Đại học Duy Tân, vị trí 401-500. 2. Trường Đại học Tôn Đức Thắng, vị trí 401-500. 3. Đại học Quốc gia Hà Nội, vị trí 1001-1200. 4. Đại học Bách khoa Hà Nội, vị trí 1501+. 5. DH Huế, vị trí 1501+. 6. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí 1501+. Có 2 trường đại học lần đầu tiên được thẻ xếp hạng, vào năm 2022 vẫn giữ vững vị trí xếp hạng trong top 500 thế giới là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vẫn giữ vị trí 1001-1200 thế giới như năm 2022. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí 1501+. Năm 2023, có thêm một trường đại học của Việt Nam được thẻ xếp hạng. Đó là DH Huế với vị trí 1501+. Vị trí xếp hạng của các trường đại học trong nước trên bảng xếp hạng của Việt Nam, hầu hết đều giữ nguyên so với năm 2022. Được công bố lần đầu vào năm 2004, cho đến nay theo được công nhận là một trong những bảng xếp hạng uy tín đánh giá chân thực chất lượng của trường đại học trên toàn thế giới. Bên cạnh QSQACQAL Siemens Ranking, GL Tom Sang Hai Ranking của DH Giao thông Thượng Hải. Xếp hạng DH thế giới theo khe được tính theo 5 trụ cột, bao gồm tập hợp các chỉ số đại diện cho các tiêu chí đánh giá chính đối với một cơ sở giáo dục xuất sắc. Cụ thể mỗi chỉ số được kết hợp bằng cách sử dụng các trọng số sau. Trụ cột giảng dạy 30%, tỷ lệ đào tạo tiến sĩ tốt nghiệp trên cử nhân tốt nghiệp 2,25%, tỷ lệ đào tạo tiến sĩ tốt nghiệp trên giảng viên 6%, danh tiếng về giảng dạy 15%, thu nhập trung bình của đội ngũ 2,25%. Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên 4,5%, trụ cột nghiên cứu 30%, tỷ lệ công bố khoa học trên giảng viên 6%, tỷ lệ thu nhập từ nghiên cứu trên giảng viên 6%, danh tiếng về nghiên cứu 18%, trụ cột trích dẫn khoa học 30%, tác động của trích dẫn khoa học 30%, trụ cột nguồn thu từ doanh nghiệp 2,5%, tỷ lệ thu nhập từ chuyển giao tri thức trên giảng viên 2,5%. Trụ cột tầm nhìn quốc tế 7,5%, phần trăm giảng viên quốc tế 2,5%, đồng tác giả quốc tế 2,5%, phần trăm sinh viên quốc tế 2,5%. Có thể nói xếp hạng theo cùng với xếp hạng QS Rankings và xếp hạng Sang Hai là ba bảng xếp hạng uy tín, phổ biến và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Trên ba bảng xếp hạng này, nhiều trường đại học của Việt Nam được xếp ở những vị trí thứ hạng cao và tăng nhanh qua mỗi năm. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục DH của Việt Nam đang dần tiệm cận với tiêu chuẩn của đào tạo đại học ở các nước tiên tiến, mà còn ghi nhận những nỗ lực của các trường đại học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm định quốc tế, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã có những hiệu quả nhất định. Cụ thể, trên bảng xếp hạng QS World Rankings năm 2023, top 5 trường đại học của Việt Nam là Trường Đại học Duy Tân, vị trí 801-1000, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí 801-1000, Đại học Quốc gia Hà Nội, vị trí 801-1000, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, vị trí 1001-1200, và Đại học Bách khoa Hà Nội, vị trí 1201-1400. Trên bảng xếp hạng học thuật 2022 của Shanghai Ranking Consultancy thuộc DH Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc, có 2 DH của Việt Nam lọt top 1000 gồm Trường Đại học Duy Tân, vị trí 601-700, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, vị trí 901-1000.